Mình xin chào anh em toàn thể đánh chim đêm nha. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đánh bài cũ anh em ơi. Hôm qua ổng mưa quá trời mưa luôn. Mưa mà chim vẫn đi anh em. Nhưng đi rất cực kém lắm. Thì bữa nay ổng ổng không mưa, ổng nắng từ sáng tới chiều luôn. Chiều chiều gió thổi điêu điêu nè, nhớ người yêu ở xóm đào. Nói vậy thôi anh em ơi, vùng quê mình là bình yên lắm. Chiều chiều là vậy đó, chiều chiều ngắm cảnh cảnh đồng lúa xanh mượt mà, đồng lúa miền Tây. Mấy anh em ở đồng khác chắc tháng này gần chín chưa? Ở huyện Nga Năm nè. Còn vùng mình thì người ta cũng mới xả đây mười mấy ngày, 20 ngày thôi anh em ơi. Cỡ khoảng nửa tháng nữa thì chim đi mạnh nha anh em. Thì hồi tối thì mưa gió vậy mà chim vẫn đi, nhưng mà đi kém lắm anh em ơi. Hồi tối thì được ba ba con chích, một con quắc, rồi một con cần cuốc. Đủ công sống qua ngày thôi anh em ơi. Nghề đánh chim này anh em trong nghề ai cũng hiểu nhau rồi đó. Cuộc sống mưu sinh mà, ngày có ngày không anh em ơi. Anh em mình phải thức khuya. Tối thì một mình giữa cánh đồng lạnh lẽo lắm. Thì bây giờ mình nghèo chứ biết làm sao bây giờ. Đã mình đam mê cái nghề rồi. Cái nghề này thì nói chung cực khổ lắm anh em ơi. Ngày thì được 200-300, rồi ngày nào trúng trúng thì được 500-600. Ngày ngày thì không có luôn, 50 cũng có anh em ơi. Nói chung là mình đánh chim mà. Hồi xưa thì chim nó nhiều. Mấy chú mấy bác á, ổng đánh hồi đó đánh đánh băng á, đánh băng với dàn cơ á. Chim nhiều, người ít ai đánh nữa. Mà bây giờ thì chim ít thì đánh thì nhiều người. Dùng mình thì cũng mấy mấy người đánh á. Biển Châu Thành mình nè, Châu Bích á, tỉnh Sóc Trăng á. Thì mình còn mình đánh với mấy ông chú. Mấy ông chú bữa hổm đánh ở ngã ba ăn chập. Ông đánh đó mỗi đêm luôn á. Ngày có ngày không anh em ơi. Ông cũng lớn tuổi rồi. Mình thì mình còn còn trẻ chút. Ba mấy à. Nhưng mà gắn bó với nghề này từ hồi nhỏ giờ bỏ không nổi anh em ơi. Chừng khi nào không còn nuôi với vợ con nó không nổi nữa thì mình kiếm nghề khác làm anh em ơi. Rồi mới mốt già rồi sức đồ làm việc nặng nổi. Thì mình á, mình làm những video á,
để lưu lại những kỷ niệm. Lỡ sau này mình già rồi á, mình có thể mình coi cái cuộc sống mình chạy qua, những khoảnh khắc mình chạy qua cực khổ như thế nào. Đó, chiều chiều thì một mình vậy nè anh em, thấy khổ không? Chiều chiều người ta dạo phố, vợ cỡ con đi chơi, uống cà phê, cà pháo này kia, nhậu nhẹt kia. Còn mình, anh em mình thì nhiều khi nửa tháng thì làm hết nửa tháng rồi. Khi mà ban đêm thì lên chăn, thì anh lên chăn thì đánh không không hiệu quả như ban đêm đâu. Ban đêm mình đánh hiệu quả hơn. Chăn sáng quá thì chim nó nhát lắm. Thì đồng này thì mình mới đánh hôm qua. Rồi bữa nay thì mình chuyển vị trí anh em ơi. Hôm qua mình đẩy vị trí bên kia thì bữa nay mình dời qua anh bển rồi, chút xíu mình quay cho anh em xem. Giờ này cũng 5 giờ mấy rồi, gần 6 giờ anh em ơi. Trời cũng tối rồi. Bữa nay ổng rất là đẹp luôn. Bữa nay ổng không gió nhẹ thôi. Nói chung là hướng gió đi tùm lum tùm la anh em ơi. Bây giờ hôm qua thì gió xuôi bên xuống đó, bây giờ gió bên này lại nè. Ngược gió nữa. Ê, cùng 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 gió chứ. Ông giờ ông gió hướng về mình nè. Đó, hướng về mình. Hôm qua ông hướng hướng về bên kia kìa. Hướng bên đó đó. Giờ ông hướng qua bên đây là sau lưng mình nè. Rồi mình đánh ở vị trí cũ nè. Chỗ cái lúa non nè. Lúa này mà được cao cao chút là ngon lành ha. 20 ngày nó ngon lành. Camera trước mình hơi mờ mờ á. Rồi cái mình quay này hơi bị rung rung chút anh em ơi. Mong anh em thông cảm nha. Đây chòi mình nè. Đó. Đó hôm qua thì mình đánh cái đường bên đó đó. Đó dài dài trên đó đó. Tới cái cột điện đó anh em. Cột phát sóng đó. Dài xuống đây mà dài cột điện trên kia là cột phát sóng kia trên kia nha, ý là sao mình tầm tầm cái đó đó, mình đi xuống 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 dài dài xuống đây nè. Đó mình đánh hôm qua đánh đó đó thì bữa nay mình chuyển qua đây rồi anh em ơi. Đó mình chuyển bên đó đó, mình mới dựng dựng lưới lên đó, mới xong hồi nãy luôn, mới đi vô hồi nãy nè. Đó rồi mấy anh em sao rồi, mấy hôm nay thì làm ăn có khá khá không? Còn mình thì bữa trước á đi bắt ếch không à, mà mưa ngập hết trơn luôn rồi, bây giờ không có đi bắt ếch được nữa. Mới đánh hôm qua đêm mưa gió quá trời luôn mấy ngày trước.
rồi bữa nay nữa, đừng đêm nữa rồi. Chút xíu nên phát máy đánh căn cuốc bậy bạ cho anh em ơi, kiếm tiền xăng về ơi. Tại mình từ từ huyện Châu Thành là mà mình đi xuống cái huyện Long Phú thì nó cũng xa thôi, hai mấy cây à. Bây giờ chiều chiều mình đánh kiếm ngân cuốc bậy bậy kiếm hai ba con cũng được rồi, đủ tiền xăng đi. Đồng này mình thấy chích nhiều lắm anh em ơi, sáng thấy nó lội lội ra luôn anh em, lội ra lúa non này nè, ba bốn con luôn á, thấy nhiều lắm anh em ơi. 11 sen này người ta đào cũ người người đi di cư xuống cái lúa này lại rồi, xuống lúa này ngủ đây nè. Tới lúc đó mình đánh cho nó dễ hơn, tại trong ao sen thì nó ít, nó có theo mình thì trong ao sen thì nó ít đi lắm á, chim á hình như nó quen trong ao sen sao á, ít đi lắm, nó nằm ở đó nó bơi ở đó hoài, nó nghe tiếng nó cũng không có lên, mà nó lên thì nó cũng con nào mà nó sung dữ lắm mới nó lên nhanh thôi, thì con nào nó nhát nhát thì nó không dám lên đâu, chim nền vậy đó, nó không dám lên. Tới mà 3 giờ mấy, 3 giờ mấy giờ đó là giờ nó lên rồi đó, mà nó lên không lên nổi, không nổi nữa, mình gắng kéo cho nó lên mà không lên không nổi nữa, mình úp lo xuống đất luôn á, mình đánh chỉ có số 2 thôi, mở nhỏ mà không chịu lên nữa. Trong ao sen vậy đó anh em ơi, sự thật là vậy luôn á, ao sen nó dày mịt vậy nó lên không nổi, khi nào mà thưa thưa chút á anh em, mà trời nắng á, nắng cỡ một tuần lễ đi rồi có mưa, mưa nhẹ thôi, mưa cỡ khoảng 15 phút mà lớn ha, 15 phút á lớn ha, rồi tối đó là chuẩn bị là lên hàng luôn anh em, là bật loa lên nó sung nó bay là đâm lưới mình liền, nó nghe tiếng sen này dày mịt vậy rồi, rồi tháng này tháng mưa quá mà chim nền thì nó bơi ở trong đó hoài, nó kêu é é cũng đúng, thì thấy hai ba con bay đảo qua đảo lại, nó tới cái tới nền lưới luôn mà không chịu đâm nữa hả anh em. Rồi giờ này thì cũng tối anh em ơi, mình tâm sự với anh em chút xíu vậy thôi à, giờ tối rồi, giờ này mình đi bật lo mình đánh cần cuốc, đánh cần cuốc rồi, rồi mình chào anh em buổi chiều nha, chúc cho anh em một buổi chiều vui vẻ nha. Bây giờ mấy rồi anh em ơi? Bây giờ mình đi thăm lưới, mình kêu cần cuốc hồi chiều giờ nha. Con nhái nhóc luôn. Nhái này bắt cắm câu ngon á, cắm câu cá lóc. Hồi mình còn nhỏ mình bắt cái nhái này cắm câu nè. Cắm câu năm năm cần 10 cần là dính hết luôn, hồi đó cá nhiều lắm mà bây giờ cá hết luôn. Mình tắt máy một cái anh em ơi. Rồi mình bật cúm núm với chích nghe, bật cái sáng luôn anh em ơi.
không biết con có con nào không. Đi qua đây nha, giờ đi coi bên đây trước đi, bên nào cũng được. Từ kính gì ta, trắng trắng gì, con cần cút, con cần cút anh em ơi. Dính con rồi, trời ơi, gặp con này thấy ghét dữ lắm rồi. Trời ơi, quay lại hơi chút xíu tháo nó. Gặp con đó ghét dữ lắm luôn á. Dính con. Màng hai cạnh một. Làm tới hoài anh em ơi. Con một à. Không có tăng số lượng lên hay ta. Chút xíu bên đôi coi bên kia coi. Thôi mình gỡ luôn anh em ơi. Rồi mình gỡ xong anh em ơi. Hết rồi. Qua đây lại. Qua đầu bên đây lại. Bữa nay được con. Đầu bên kia không biết có hay không. Không có tăng số lượng hết trơn vậy trời ơi. Gỡ con này cái. Đợi hướng còn dậy nữa đó. Đợi hướng có một con một à. Ở đây hình như không có con cuốc anh em ơi. Có con cuốc nó nằm rồi. Hình như là không có gì. Ồ, trên kia con nữa anh em ơi. Có ai có hàng rồi. Có hàng anh em ơi. Đây 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 đây. Đây con nữa. Ngon lành cành đào. Tăng số lượng rồi. Rồi gỡ luôn anh em ơi. Rồi gỡ xong hai con. Đủ tiền xăng anh em ơi. Đủ tiền xăng về quê rồi. Có lộn về nhà. Đi bữa nay dùng dữ vậy ta. Rồi chút xíu mình sửa cho nó. Đừng có dùng, đừng có dùng quá. Chút xíu mình sửa lại thôi. Rồi. Có hai con anh em ơi. Có hai con à. Rồi mình úp máy luôn anh em ơi. Rồi tới sáng mình thăm mình quay cho anh em xem nha. Sáng không biết có hay không anh em ơi. Đánh bậy bạ chơi anh em ơi. Đánh đồng ngon quá trời luôn không. Chích cò đâu hết không biết. Cúm núm đâu không biết. Thôi mình tắt máy luôn đi. Rồi mình tiếp tục đi thăm lưới chim nữa nha anh em. Giờ này chắc cả nhà mình ngủ hết rồi phải không? 12 giờ. 12 giờ anh em ơi. Đi ra. Mày chúc cho cả nhà một đêm ngủ ngon nha. Mười hai giờ là mình đi thăm một lần nữa cả nhà. Luồn qua đây luôn. Luồn qua đây. Đi hướng này hay rồi. Thấy con nào hết trơn người ta. Đi qua đây à. Giờ này chim chưa đi đó anh em ơi. Đi lúc mà từ 2 giờ đến 3 giờ anh em. Ủa đây sao dùng dữ vậy ta? Sao dùng dữ vậy? Ôi dính tùm lum tùm la. Dính ba cái màng lúa nè. Ngày chiều nó rớt xuống cái mương á. Thấy dùng. Không
có thấy con nào hết trơn vậy trời. Đừng con hai con đi, cho số nó tăng lên. Đánh nó phải tăng lên mới được. Đánh không có thì đánh chán chết. Ủa đừng con anh em ơi. Rồi lên hàng thôi. Lên hàng, lên hàng, lên hàng. Lên rồi, lên số rồi. Đây. Trời ơi, chích nghé nè. Dính nữa nè anh em. Dính bên nào ta? Dính túi nào không biết nữa. Để mình gỡ cho anh em thôi. Bây giờ mình một mình khó lắm anh em ơi. Bây giờ mình gỡ nha ha. Con này nha. Chân chân xanh. Chân không có khô anh em ơi. Chân này có nước đầy đủ luôn. Môi đỏ mà chưa đỏ đó anh em ơi. Này còn hơi bị tơ tơ chút. Lên hàng. Lùm một con chích rồi. 12 giờ đêm. Thôi mình úp máy luôn anh em ơi. Tối có mình chia sẻ cho anh em tiếp nha. Từ đây tới sáng nha. Sáng rồi cả nhà mình ơi. Bây giờ mình đi đi thăm lưới, mình cuộn lưới và mình đem xào về luôn anh em ơi. Mình đánh ở đây được 2 đêm anh em ơi. Đường quá xa rồi, mình về đồng mình lại mình đánh lại rồi. Mình đi đánh căn cuốc lại rồi. Đồng ở đây xa quá, chạy xe đuối. Quải quá anh em ơi. Giờ cuốn đồ về hết rồi. Chuẩn bị về. Bây giờ là mình đi thăm lưới buổi sáng, mình cuốn lưới luôn anh em ơi. Ngủ rồi dậy rồi cuốn đồ đạc lên. 3 giờ mấy đem lo lên trên bờ kinh. Trên bờ kinh để ở đây luôn nè. Để dụ nó ra mà nó không ra. Chích nhiều lắm nhưng mà nó ở trong ao sen á, hình như là nó không có bay. Nó đi không à. Nó đi không à, nó không có bay. Tại nước ở đây nhiều nữa. Để nửa tháng sau đi, mình quay lại cái đồng này nè. Cái đồng mà lúa non vậy nè. Nửa tháng sau là lúa ở đây là lên cao rồi. Lên cao tới lúc đó là nó bay rồi đó. Tới lúc đó là nó đi. Nó đi qua cái lúa đây nè. Từ ao sen nó đi ra đây. Nó sẽ dính lưới mình nè. Từ từ mình bắt nó à. Tại mình đi về đồng nhà mình đánh càng cuốc á. 2-3 đêm kìa. Càng cuốc đồng nhà cũng nhiều lắm rồi. Rồi buổi sáng ngày hôm nay thì mình chúc cho cả nhà một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Công việc luôn thuận lợi và thành công nha. Đó, trăng lên cờ đó đó anh em. Bữa nay là chắc nắng dữ lắm nè. Về đồng nhà đánh cần cuốc cho ngon lắm. Lúa đồng nhà bây giờ lên cao cao rồi. Cao cao mà đánh cần cuốc được rồi. Chim bậy bạ cung núm thử ơi, có không? Cung núm đồng nhà có nha anh em. Giờ dài anh chảnh, lưới mình chảnh chảnh nè. Cung núm bay dính luôn, dính. Ô, chạy. Dính cung núm vào anh em ơi. Trời ơi, giờ này nó ở xuống cái bãi của mình. Dính rồi. Ủa, dính cung núm. Có lại con gì nữa ta? Con chích. Còn trời ơi, giờ này nó xuống bãi mà nó không chịu đâm lưới mình chứ. Trời ơi, dính rồi nè anh em ơi. Ui. Đây nè anh em. Còn cung núm. Còn cò má nữa. Con chích nữa. Đó. Ngon lành. Ngon lành cành đào. Êm êm.
Ồ, nó xuống bãi mình mà nó không chịu đâm lưới. Ồ, trời ơi, cái mồng nó kìa. Ui, dài con này, mập ú lù luôn cả nhà ơi. Ui, ui, con chích quá đã luôn anh em ơi. Đây nữa, còn cung núm nữa. Đây, yeah. Con còn ai, cung núm, con gà, con gà con trống vậy, con mái anh em ơi. Xong mình gửi luôn anh em ơi, mình gửi cho xong đi. Trên kia hình như dính con gì nữa, dính con cò mai vậy đó anh em ơi. Thì mình gửi cho xong rồi mình về cho anh em tiếp tục nha. Hên ba buổi sáng này bất ngờ luôn anh em ơi, không ngờ, không ngờ nó ở trên lúa nó bay ra. Mình gửi xong anh em ơi, một con chích, một con cúm đúm, một con cò ma. Sáng nay thì có hy vọng lại, tự nhiên dính buổi sáng luôn, xuống nền không chịu đâm lưới. Trên kia dính còn cò ma nữa kìa. Để mình gỡ rồi mình tiếp tục cuộn lưới với cuộn xào về luôn anh em ơi. Trên đây dính con nữa cả nhà ơi, con cò lép hay cò lửa gì đó đó. Cò lép đây. Nãy giờ dọn xào cột cho đàng hoàng rồi, chút xíu mình dắt đi chỗ xe mình, rồi lưới mình cuộn vô bao, đồ đạc của mình đây nè, rồi mình báo kết quả cho anh em luôn. Đây, hai con chích, một con cúm núm, hai con cần cuốc đây, hai con cần cuốc, ba con cò lép đây. Ây da, nó mổ dữ lắm, con cò ma nó mổ, cò lép nó mổ dữ lắm, cũng nấm mái. Chích này mập ú lù luôn cả nhà ơi. Thì mình ngày hôm nay thì chỉ đủ ngày công thôi anh em ơi. Thì video của mình đến đây thì cũng khép lại rồi. Mình rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình để mình thêm cái động lực mà để mình làm những clip tiếp theo. Bây giờ đây thì mình tạm biệt cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.